Vâng, mở đầu cuốn video này giới thiệu với quý vị một tác phẩm Tùng La Hán của vườn anh Cường. Đây. Cây tùng này mới về vườn đúng không anh? Không, cây tùng này của anh lâu rồi chị ạ. Thế à, sao lần trước em lại không gặp nhỉ? Lần trước em... Hay là lần trước anh giấu đồ à? Anh do triển lãm Đan Phượng đấy. À. Đây, cây tùng đây, báo cáo với em là anh cũng mua cái chậu này. To hơn chậu cũ đúng không anh? Không, kích thước bằng nhau. Bằng nhau anh? À, cho bằng dày nhau, hơn thì nó nhìn nó ấy hơn không? Kích thước trong lòng thì là bằng nhau. Mà, tức là anh sẽ định cho cây tùng này sang đây. Sang đây. Mà. Em thấy có hợp không? Nó đúng không? Nhìn nó tác phẩm này cái cao hơn, trường hơn. Đấy thì lần trước là tôi lên vườn anh Cường thì tôi không gặp được cây tùng này, anh mang đi triển lãm. Hôm nay anh đã mang về vườn. Đo ở chỗ này đây. Vâng. Vành 114. Vâng. Vành 114. Cây này là tùng La Hán nguyên bản em nhé. Vâng. Cây này không vê không bổ gì cả. Tôi phải nói thế để chiều cao nó 1m44. À. 1m4, 3m44. Đây sải tán dài thôi. Dài của cái tùng này là 2m28. Vâng. Cây cũng to này. Độ sâu của cái tùng này rơi 1m68. À, bóng sâu là 1m68, số rất đẹp. Cây không về bổ nguyên bản. Tùng là La Hán ta mình đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, cây La Hán ta của mình nhỉ. Cây này cây La Hán ta. Đẹp ở nhà quá. Nhiều năm rồi em. Vâng, vâng, cây này thì chắc chắn là một cây tùng rất nhiều năm. Sướng cái là cứ bóc vỏ thế này có đầu lại ra đỏ ngay. Đấy, nó bóc thế này là xong ra lại đỏ này. Ờ. Đấy. Đấy, giống này là giống tùng đỏ rồi. Đấy, tùng đỏ mà. Vâng. Tùng này mà đến cái thời điểm mà nó nhặn nhụi hết ấy, nhìn thích lắm. Nó là tùng quý đấy. Vâng. Dòng tùng quý. Đỏ au mà. Đây quý vị à. Đấy. Nhặn hết này. Các cụ bảo là như mỗi một lần này là một năm tuổi của tùng cái gì thay một lớp này. Đây nhá. Đây một tác phẩm tùng La Hán. Về các cái kích thước thì anh Cường anh ấy vừa đo cho quý vị và các bạn tham khảo đấy rồi. Một cây tùng lùn lực. Đẹp quá. Bóng đẹp mờ. Hai mặt đều đẹp em. Vâng. Đúng hai mặt đều đẹp. Cái này của anh không có dây dự gì đâu em nhé. Vâng. Đồng cắt giật hết. Không có dây riết được. Tùng này có khi cả năm chả cần phải cắt gọi là trướng dép thì phải cắt em thế anh. Anh em thấy thay bụi đâu. Vâng. Nói mạnh là đến tháng 10 là bắt đầu anh sấn. Sấn bớt vào 5 phân. Đấy. Để đến làm... tháng 11 rét là anh cho sang chậu kia. À, anh thay chậu gì? Vâng, em chậu. Đã hiểu. Thay mùi rét cho nó yên tâm nào. Đây, tùng, quý vị nhá. Tùng này mùi rét cái đẹp em. Đấy, phần trên ngọn này, thay kỹ cho quý vị nhìn cái này. Đây này là cái củ ngọn này, phải nói, anh nói là đẳng cấp. Vâng, đấy. Củ ngọn nó cùn, mức độ nó đẹp. Quay kỹ cho quý vị tham khảo. Đây. Đấy, phần thanh cổ ngọn đấy nhá, trên này. Một tác phẩm tùng bóng quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy. Tuyệt vời. Đấy, lần trước em lên em không gặp, lần này em phải bảo anh quay luôn. Đây thì em lên em gặp nhiều cây độc lạ của anh đó. Đấy, quay luôn ở tác phẩm tùng này anh giới thiệu với đầu em video. Tác phẩm bằng lăng. Một cái bằng lăng nguyên bản của anh luôn. À. Đấy, em, nguyên bản tức là nó không có ghép không có là làm từ bé luôn. À. Nếu để tay cành của cây này anh dám khẳng định là bình thường, nếu mà em quay bình thường đấy ai ngỡ cây bằng lăng này nó rất bình thường. À. Nhưng mà nếu xem thực tế thì biết là tay cành là làm đến mức độ như thế nào. Đây. Đấy. Tôi sẽ quay tổng bóng cho quý vị ngắm trước này. Sau đó tôi sẽ quay chi tiết bên trong. Mùa này mà ấy nhỉ, mùa này mà vẫn còn hoa nhỉ. Ôi ơi, hoa này, cây này hoa này. Bao lần, bao đứa luôn. Thế mà mùa này vẫn là, năm nay là hot trend hoa bằng lăng đấy. Đây, quý vị. Em hộ anh cái tay cảnh ở dưới. Vâng. Em thấy không? Đây. Đấy, mạnh thì đánh giá cái hộ anh cái cây bằng lăng này xem. U cục ghê không? Em, con
Cái này tay cành này ra là lâu lắm rồi nên gì nữa. Cái này. Cây này nó nằm trên chậu phải 30 năm rồi Vâng, em. cái này đúng cây này với Nó là cốt cây tự chậu ế quá mà. lâu rồi. Nhìn đúng là nhìn kỹ cây này mà kiểu dạng tuốt lá ra nhìn nó khoe ra mình nhìn mới sướng này. Đúng rồi. Đấy. Đây nhá, vị nhắm kỹ bộ tay cành nha. Đấy, cốt chậu Đây, quá mình chuẩn xin luôn. đo cái vành trên này. Vâng. Nó được 52 em ạ. Đấy. Vành khá to. Chiều cao cây này được 1m28 thôi. Mình không tính cái võng nó lên kia. Cao 1m28. Tàn. Tàn được 2m em. Tàn 2m. Sâu tàn chắc Sâu phải tàn đấy. trong phải tầm mét 2 mét 3 Sâu hai ra 1m28. đấy. Em thấy cây cành thích. Đây quý vị ngắm kỹ bộ tay cành này. Già lắm lên này toàn nu cục rồi. Đó. Cây này cái lúc là anh chưa sở hữu được ý Vâng. thì Toàn nu khi một cái cùng một cuộc gọi điện lúc 9 giờ tâm sự mạnh 9 giờ cục. đêm, anh rất thích cây này. Vâng. Cái lúc ấy anh giả anh cũng rất là nhiều tiền nhưng mà anh không bán bởi vì anh ấy không cần tiền. À. Em một ngày đẹp trời thì anh ấy cần tiền. Anh ấy Vâng. điện 9 giờ đêm anh bảo Cường ơi thế nào cây bằng lăng của nhà anh nó bị bệnh. À. Anh bảo thế chết thế nào cây bằng lăng của bác mà em thích thế sao lại nó lại bị bệnh. Bị bệnh hả? Bác bảo u chuột nó nổi đầy u cục rồi này. Chú À. xuống mà xem. Chú có cần thì anh giao lưu lại cho. Thế xuống lúc ấy thì lại mua À. rẻ anh bớt ra được 10 triệu. À. Đấy cái lúc cần thì ông tay cành phải nói. Đúng rồi nhỉ, cây này. Cái này anh nói Cây thật với này em, cốt chậu nguyên nó bản không phải là lên. cái cây nhiều tiền lắm nhưng mà nếu để Không tìm một phải cái bằng hãng lăng hết như gì. thế này là anh thấy cảm thấy là cùng một quá trình ấy. Vâng. Cái này anh theo đuổi lâu năm lắm mà anh mới mua được cái tác phẩm này. Thật đặc luôn. Thân đặc luôn. Tay cành thì phải nói nguyên bản luôn. Vâng, Cụ rất bé lâu luôn. rồi. Đẹp tuyệt vời, nó là một dòng cây hoa nhưng mà rất là giá trị quý vị ạ, bởi vì là cái giá trị nó là giá trị ở cái cốt cây. Một cái cây cốt chậu và tay cành cân đối, không còn một vết gì để mà chê trách nữa. Đây, lúc nãy anh Cường cũng tâm sự với tôi, anh vừa mới Thực ra có những cái mang cây về thì một tác anh phải phẩm. nói mạnh là nếu để cây xanh một vài tỷ thì là À, chuyện bình thường lắm. Ozo đây. Ừ. Đấy, đây là cây ozo ngoài Bắc nha mình. Vâng. Đây mới là cây ozo em nhé. Nhiều người cứ quay lên hỏi anh mà đây là cây ozo, mình ở chắc miền Nam nó gọi là cây ozo thôi. Ừ. Mình cũng gọi ozo mà đúng anh. Không, nhưng mà đây là cây ozo miền Bắc. À. Đấy, mình khẳng định bởi vì thật ra thì anh cũng chứng kiến với mạnh luôn này này. Cây ozo miền Bắc mày ngày xưa các anh thời thế hệ mình ấy cứ vặt cái này ra, cái nhựa này chú này đấy là bắt đầu nó trắng đấy, trắng nó À, trắng lên nó trắng lên thì gọi là cây ozo, à. nó có quả có hoa đấy. Quả đỏ đỏ vàng vàng đấy đúng Đấy, không anh? đấy cây ozo đấy, cây này là một cây đáng sưu tầm em, nhìn tay cành làm Nếu bác nào mà nhìn không quen là lẫn là nhầm tưởng dưới từng chuối đấy, đấy. cái này không phải chuối Vâng. đấy nhá, anh đo trên chỗ này rồi cái Vâng eo này này. rồi nhé, Vâng. 48 em. Chiều cao cái này từ mặt chậu lên này được 82 ạ. Cao 82. Tàn cái này cũng rộng. Bóng Tàn tàn. dài lên 1m14. À. Bóng tàn mét Sâu 14. tàn cái này. Cái này là 94. Sầu Tay cành 94. cái này mà lọc ra thì nó thật là mạnh thật. Đấy. Anh Thích quá. quay dưới này, này các bác sẽ nhìn được rất rất là rõ rõ Đó, tay. cây già, cây độc. Cái độc anh cho là cái độc hàng độc đấy. Này liệu sau này múp được không này? Múp hết đấy nhỉ? Múp hết em. Con lô này nó cũng dễ mà. À. Múp hết. Nó khỏe lắm, dòng này nó khỏe. Vâng. Anh phải khẳng định nó rất khỏe. Nếu mà ví dụ bây giờ mà có bác nào mà thiện chí muốn giao lưu cây ozone này ở vườn mình thì cây này anh giao lưu cho khách thì bao nhiêu thời điểm này anh? Thật ra thì anh cũng mạnh hỏi thì anh báo giá đó. Vâng. Thì cây này ai mà sở hữu cây này 54 triệu. Rất Đấy. là bình thường rồi, nó không phải là số tiền lớn. Vâng. 54 triệu cây ozone này. Quá già, quá lâu năm. Thôi, vấn đề nó ở trên chậu lâu năm. Đấy. Đây, quý vị ngắm tay cành. Đấy. Yên tâm nhá, là chỗ này chỉ vài năm nữa là nó sẽ múp thôi. Đấy, quý vị mà kết thì cứ alo cho anh Cường.
Rồi, Đây, em giới ok thiệu anh. cho anh đôi hoa giấy này. Đây, Đấy. một đôi siêu phẩm hoa giấy. Giấy này là giấy tím Đây, Huế tím đúng không Huế anh? em. À. Đây, một Cái đôi. này là anh mới đổi chậu này. Cái chậu trước nó không hợp lắm. Cái chậu trước rất đắt tiền nhưng mà lại không hợp. Đấy, Chậu cho này anh là xem nhé. chậu gốm tàu đúng không Có đặc điểm đôi hoa giấy này là làm tay cảnh rất nhiều năm rồi này. anh? Nếu để làm như một đôi hoa giấy này tay cảnh như này không dưới 15 năm. Không dưới 15 năm kìa anh. Đấy thì em cứ em là người đi quay nhiều. Em đã quay những cây hoa giấy nào nó đã kỹ như thế này chưa? Vâng. Cây nó làm rất là kỹ em ạ. Em thấy không? Tay cảnh thích không? Vâng, đấy. Cây này của anh đặc điểm là Tết thì rất nhiều hoa. Đấy. Vừa rồi anh cắt đây anh hãm thì nó ra một ít hoa nhưng mà anh tiếp tục cho vào đây nó ra một ít hoa. Không, đấy, hoa đấy, tím Huế đấy. Đây, quý vị nhìn thấy màu màu hoa nhé. Rất là như thế, nhìn Hai rất mặt là đều rõ đẹp rồi. em ạ. Chiều sâu. Anh ạ, xin phép anh đo cái vanh thân của cái chỗ này. À. Đây, chỗ phiu phiu này. 40 em ạ. À, 40 41 tròn. thì chắc phải 40 thôi. Chiều Ok. cao cái hoa giấy này. Được 92. Tán dài cái hoa giấy được 1m31. À, cái này nó bay chuyển rất đẹp. Đẹp. Đấy, sâu tàn này. Cái này được 80 Sâu không? tàn cây này được 82 em ạ. Đấy. Nhìn nó cũng trườn lên như một đúng là như kiểu dáng con gọi là con cá heo đấy. Đây quý vị Thích ngắm nhờ em nhỉ. và quý vị Thực ngắm ra đầu anh này. chia sẻ mạnh này, đây là một cái rễ hoa giấy đấy. Mà làm như này là quá trình đấy. Nên là không phải gốc đâu. Người ta đánh cái rễ hoa giấy mà người ta làm được cái tay cành như này là một quá trình. Quá trình làm. Nó thật đấy mạnh. Đây là Đây, chỗ này là dễ anh. rễ. Em lại tưởng là tức là nó sẽ phần thân từ đây nhỉ. Đấy. Đấy. Rụt dịch em kìa. Vâng. Đây. Đây tác phẩm thứ hai đây. Đấy. Cây này côn cây hơn, tay cành nhìn nó chất hơn. Cây nào nó cũng đẹp em, nó Vâng. có vẻ đẹp nó khác nhau. Cây này mịn hơn. Cây kia cũng mịn, cây nào cũng mịn hết, hai cây. Hai cây là chất hoa giấy là như nhau, đều cùng một chất như nhau nữa. Đấy cũng Đều hoa như như nhau. cây kia quý vị ạ. Đây, tôi nhìn cái Cây này lá, chất thì lá tôi biết. cây này nó thật chú là trồng từ bé. Cái này là trồng từ bé luôn. Vâng. Cái này vanh của nó được 20 thôi. Chỗ này 20 thôi. Đấy, chiều cao của cái này là từ mặt chậu lên. Chiều cao là mình tính từ đây thôi em ạ. À, chắc được Chứ không tính 60 như từ bao cái chậu nhiêu? kia. Nó được tầm khoảng 50 57. 57. Đấy. Đấy. Cây này tàn rất là dài. Tàn 1m32. Vâng. Sâu tàn. Sâu tàn cái này là 74. Ngắm đằng này Được rõ cái tay cảnh hơn anh này. nói với Mạnh anh có hai cây hoa giấy là nó không có một tí lỗi nào. Không có sâu xia thân nó này nạc. Nhưng mà con này em cảm giác thân nó lại ấy nhỉ, thân nó kiểu xù xì hơn thân cây kia nhỉ, thân cây kia kiểu dạng thân trơn đúng không anh? Anh đã nói rồi, cái này là thân À, rễ. cái này cũng xử đúng Đấy là thân nạc. không? Ừ, Ôi, thế. về đây là em nhìn từ đây nó xù xì, bắt đầu nó đen. Vâng. Đấy. Cái này Đấy. động già lắm rồi đấy em ạ. Vâng. Cái này nếu mà ấy này, cái này nếu mà anh em nào phải đến đây ngắm ngắm thực tế này, ngắm trực tiếp này mới nhìn nó mới kỹ được, mới rõ. Mà đẹp, ngắm trực tiếp nó Vâng. sẽ đẹp hơn. Đấy. Quay này là nhìn nó cũng rất rõ rồi đấy. Nhưng mà anh em đến ngắm trực tiếp thì nhìn nó sẽ ok hơn. Rồi, có khi là em sẽ dừng cái cuốn video này ở đây. Anh em chúng tôi sẽ tiếp tục làm một cuốn video mới để quý vị và các bạn theo dõi ở video sau nhé.